Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ sửa cho các bạn phần luyện tập 20 câu trắc nghiệm nằm trong tài liệu dành cho học sinh. Chủ đề tìm hiểu quần xã sinh vật phần 1. Tài liệu này do Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai biên soạn. Câu 1. Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó giữa các loài trong quần xã sinh vật đó chính là mối quan hệ dinh dưỡng. Thể hiện thông qua mối quan hệ loài này là thức ăn cho loài kia để tạo nên chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Câu 2. Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã thì dẫn đến trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã. Hiện tượng khống chế sinh học chúng ta nhớ lại là hiện tượng mà số lượng cá thể của một loài không tăng quá cao, không giảm quá thấp do có mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng giữa các loài trong quần xã. Và hiện tượng khống chế sinh học thì sẽ dẫn đến trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã. Đó là trạng thái cân bằng tương đối về mặt số lượng các loài trong quần xã. Câu 3. Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia? Chúng ta thấy mối quan hệ mà đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia đó chính là mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã. Mối quan hệ hỗ trợ thì bao gồm là mối quan hệ cộng sinh, hợp tác và hội sinh. Như vậy chúng ta thấy đáp án ở đây chính là câu D. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn đó là mối quan hệ hội sinh. Cá ép thì được lợi tức là nhận được nguồn thức ăn rơi vãi từ cá lớn. Còn cá lớn thì không được lợi cũng không có hại gì. Trong khi đáp án câu A thì một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm cá sống cùng trong một môi trường đó chính là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm, tảo vô tình gây hại cho các loài sống cùng với nó. Còn ở câu B, cây tầm gửi sống trên thân của các cây gỗ lớn trong rừng thì đây là mối quan hệ ký sinh, tức là thuộc mối quan hệ đối kháng. Dây tơ hồng cũng tương tự, sống bám trên các cây trong rừng thì cũng thuộc mối quan hệ ký sinh. Như vậy chúng ta thấy là câu A, B, C là thuộc mối quan hệ đối kháng ha các bạn. Câu 4. Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất? Quần xã có mức độ đa dạng sinh học cao nhất chính là rừng mưa nhiệt đới, nơi mà có điều kiện khí hậu rất thuận lợi, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm ổn định, thích hợp cho rất là nhiều loài thực vật phát triển và từ đó cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho các loài động vật cùng sinh sôi phát triển theo. Câu 5. Mối quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại. Tức là chúng ta sẽ có cái mối quan hệ đánh dấu là một loài có lợi là dấu cộng, còn một loài không có lợi cũng không bị hại là số 0. Thì đây chính là mối quan hệ hội sinh. Câu 6. Mối quan hệ vật ký sinh vật chủ và mối quan hệ vật giữ con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây? Thì giống nhau, nó chính là đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài. Trong mối quan hệ ký sinh vật chủ thì cái loài được lợi là sinh vật ký sinh sẽ có số lượng nhiều hơn so với vật chủ. Ví dụ như vi khuẩn ký sinh trên cơ thể người thì sẽ có số lượng nhiều hơn, số lượng cá thể nhiều hơn so với người. Rồi vật giữ và con mồi thì lại ngược lại. Tại vì trong mối quan hệ này thì con mồi là loài bị hại thì thường sẽ có số lượng cá thể là nhiều hơn so với động vật ăn thịt nó. Cho nên ý bờ không đúng. Loài bị hại thì luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi. Thì là hai cái mối quan hệ này ngược lại ha các bạn. Trong mối quan hệ ký sinh vật chủ thì vật chủ thường có kích thước cơ thể lớn hơn vật ký sinh. Nhưng trong mối quan hệ vật giữ con mồi thì vật giữ động vật ăn thịt thì thường có kích thước cơ thể lớn hơn so với con mồi của nó. Tức là giữa kích thước cơ thể và số lượng trong hai cái mối quan hệ ký sinh vật chủ vật giữ con mồi nó ngược nhau đó các bạn. Ý D, điều làm chết các cá thể của loài bị hại. Trong mối quan hệ vật giữ và con mồi thì động vật ăn thịt nó sẽ giết chết ngay con mồi của nó. Còn sinh vật ký sinh thì không giết chết ngay vật chủ của nó.
nó có thể duy trì cái nguồn lợi lâu dài. Ví dụ như là giun sán ký sinh ở trong đường ruột của cơ thể người hay là động vật thì nó không nhất thiết là phải giết chết vật chủ của nó. Tiếp theo, câu số 7. Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu nào sau đây không đúng? Phát biểu không đúng ha các bạn, phát biểu sai. Câu A, nhìn chung sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường. Ý này đúng ha các bạn. Nhìn chung sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi, đúng. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Đúng rồi. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật. Ý này sai hết các bạn. Trong rừng mưa nhiệt đới thì sự phân bố theo chiều thẳng đứng của thực vật tạo ra các tầng cây trong rừng, đó là tầng vượt tán, tầng tán rừng, tầng dưới tán và tầng cây nhỏ dưới cùng, thì nó sẽ kéo theo sự phân bố của các loài động vật sử dụng thực vật làm nguồn thức ăn hay là nơi ở, thì nó sẽ kéo theo sự phân bố theo chiều thẳng đứng của động vật luôn ha các bạn. Câu số 8. Khi nói về mối quan hệ ăn thịt con mồi, phát biểu nào sau đây không đúng? Con mồi thường có số lượng cá thể nhiều hơn số lượng vật ăn thịt. Ý này đúng ha các bạn. Sự biến động số lượng con mồi và số lượng vật ăn thịt có liên quan chặt chẽ với nhau. Đúng ha các bạn. Trong quá trình tiến hóa, vật ăn thịt hình thành đặc điểm thích nghi nhanh hơn con mồi. Ý này thì chúng ta thấy là không đúng ha các bạn. Ý D, vật ăn thịt thường có kích thước cơ thể lớn hơn kích thước của con mồi. Câu này đúng. Vậy chúng ta thấy là trong câu này ý C là ý không đúng. Tại vì chúng ta nhớ là quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thì nó phụ thuộc vào cái quá trình phát sinh đột biến, tốc độ sinh sản của loài và áp lực của chọn lọc tự nhiên. Và động vật ăn thịt thì nó lại có cái tốc độ sinh sản thì thường là chậm hơn so với con mồi của nó. Do kích thước cơ thể nó lớn, vòng đời nó dài, tốc độ sinh sản chậm thì quá trình hình thành đặc điểm thích nghi của nó sẽ chậm hơn so với con mồi. Câu số 9. Trong quần xã sinh vật kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng có xu hướng ý C làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống ha các bạn. Hai ý AB thì làm tăng mức độ cạnh tranh thì là không đúng. Ý CD thì đều làm giảm mức độ cạnh tranh. Nhưng mà ý D thì là làm giảm khả năng sử dụng nguồn sống thì là không đúng ha. Sự phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng thì làm giảm mức độ cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống. Cho các ví dụ về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Trong bốn ví dụ này thì những ví dụ thuộc về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Chúng ta thấy là ví dụ 1 chính là ức chế cảm nhiễm. Ví dụ 2 thì là ký sinh. Ví dụ 3 thì là hội sinh. Ví dụ 4 thì là cộng sinh. Như vậy trong bốn ví dụ này, ví dụ thuộc về mối quan hệ hỗ trợ đó là hội sinh và cộng sinh, tức là ví dụ số 3 và số 4 ha các bạn. Câu C ha. Câu 11. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong giả cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng? Đáp án đúng chính là câu C. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh. Chúng ta nhớ lại ở lớp 11 chúng ta có học là con bò nó ăn cỏ nhưng không hề có enzyme để tiêu hóa cellulose, mà phải nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong giả cỏ của nó để tiết ra enzyme cellulase giúp tiêu hóa cellulose có trong cỏ. Cho nên là mối quan hệ giữa bò và vi sinh vật là cộng sinh. Vi sinh vật trong cơ thể con bò thì nó sẽ nhận được cái nguồn thức ăn dồi dào, và thứ hai là nó sẽ có cái điều kiện sống rất là thuận lợi như là về nhiệt độ của cơ thể ổn định, độ pH phù hợp, vân vân. Câu 12. Khi nói về mối quan hệ vật chủ và sinh vật ký sinh và mối quan hệ con mồi sinh vật ăn thịt thì phát biểu nào sau đây đúng? Đáp án chính là câu C. Sinh vật ký sinh có kích thước cơ thể nhỏ hơn sinh vật chủ. Sinh vật thịt thì thường có số lượng cá thể ít hơn, con mồi thì nhiều hơn.
Mối quan hệ sinh vật chủ, sinh vật ký sinh là nhân tố duy nhất gây ra hiện tượng khống chế sinh học. Không phải hả các bạn? Trong cái hiện tượng khống chế sinh học thì ngoài mối quan hệ ký sinh vật chủ thì còn có mối quan hệ vật giữ con mồi, hoặc là thậm chí là mối quan hệ cạnh tranh khác loài cũng được các bạn. Thậm chí là cạnh tranh các loài nó cũng sẽ dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học ha. Cho nên ý này sai. Câu D, sinh vật ký sinh bao giờ cũng có số lượng cá thể ít hơn vật chủ. Sinh vật ký sinh thì thường có số lượng cá thể nhiều hơn vật chủ ha các bạn. Ví dụ như là giun sán ký sinh trong đường ruột của người thì số lượng giun sán nó sẽ nhiều hơn so với cơ thể người là vật chủ đó. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu 12C ha. Câu 13. So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng loài thiên địch có những ưu điểm nào sau đây? Loài thiên địch chính là sử dụng các cái sinh vật có sẵn trong tự nhiên hoặc là do con người nuôi thả. Thường thì không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. À, nhưng mà cái ý không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết thì là sai hết các bạn. Bởi vì là loài thiên địch chính là một sinh vật, cho nên là cái sự sinh trưởng phát triển, cái vòng đời của nó chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu và thời tiết ha. Ý 3, nhanh chóng dập tắt tất cả các loại dịch bệnh, không phải ha các bạn. À, chúng ta biết là loài thiên địch thì nó có tính đặc hiệu rất là cao. Ví dụ như là ong ký sinh thì nó hầu như chỉ thích đẻ trứng lên trên ấu trùng bò dừa thôi. Hoặc là ong mắt đỏ thì thường là đẻ trứng lên ấu trùng của sâu hại mía. Nó rất là đặc hiệu ha các bạn. Cho nên là nó không phải là dùng để dập tắt tất cả các loại dịch được. Ví dụ như dùng ong ký sinh thì không thể nào tiêu diệt được các loại vi khuẩn gây nấm bệnh của lúa được. Ý thứ tư, không gây ô nhiễm môi trường, đây chính là ưu điểm các bạn ha. Đây là chính là ưu điểm của sử dụng loài thiên địch hơn so với sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học. Thì chúng ta phun trên diện rộng với các loại chất hóa học thì nó có thể gây hại cho các loài sinh vật có lợi hoặc thậm chí là gây hại cho người. Rồi nó còn theo nguồn nước ra ao hồ sông suối và có thể gây ô nhiễm môi trường. Như vậy chúng ta sẽ chọn ý 1 và ý 4 đáp án câu C ha. Câu 14. Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ cạnh tranh khác loài? Mối quan hệ cạnh tranh khác loài. Chúng ta có mối quan hệ là dấu trừ và dấu trừ đó ha các bạn. Chúng ta sẽ chọn chính là đáp án câu C ha. Cây lúa và cỏ dại sống trong cùng một ruộng lúa thì nó sẽ cạnh tranh về các loại muối khoáng nè, ánh sáng nè. Câu 15. Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ ký sinh? Mối quan hệ ký sinh. Đó chính là câu A. Cây tầm gửi và cây thân gỗ. Chúng ta nhớ là trong mối quan hệ ký sinh thì nó gồm có hai dạng, ký sinh hoàn toàn và nửa ký sinh. Thì cây tầm gửi là một dạng nửa ký sinh, bởi vì cây tầm gửi thì nó vừa đưa cái giác múc của nó vào trong mạch ri để mà lấy chất dinh dưỡng từ cái cây thân gỗ. Tuy nhiên nó vẫn có lá và nó có thể quang hợp để tự tổng hợp chất hữu cơ, cho nên nó chỉ gọi là nửa ký sinh thôi ha. Còn câu B thì là hội sinh ha. Cá ép sống bám trên cá lớn là hội sinh. Hải quỳ và cua là cộng sinh. Chim mỏ đỏ và linh dương là hợp tác. Câu 16. Trong vườn cây có muối thường loài kiến hôi thì chuyên đưa những con rệp cây lên chồi non. Nhờ vậy rệp cây lấy được nhiều nhựa cây và thải ra nhiều đường. Đường nha các bạn. Cho kiến hôi ăn. Xét mối quan hệ số 1 giữa rệp cây và cây có muối và mối quan hệ số 2 là rệp cây và kiến hôi, thì tên của các mối quan hệ trên theo thứ tự là mối quan hệ như thế nào? Chúng ta thấy trong mối quan hệ số 1 thì rệp cây nó lấy chất dinh dưỡng, cái chất sống từ cây có muối để nuôi sống cơ thể của nó. Đây chính là mối quan hệ ký sinh đúng không các bạn? Ký sinh và vật chủ nè. Cây có muối chính là vật chủ, còn rệp cây là ký sinh. Còn rệp cây và kiến hôi thì chúng ta thấy là mối quan hệ này là đôi bên đều có lợi. Kiến hôi thì sẽ giúp vận chuyển rệp cây lên chồi non, cho nên nó dễ lấy được nhựa cây hơn. Còn rệp cây thì sẽ lấy nhựa cây sau đó là thải đường ra cho kiến hôi ăn. Cho nên mối quan hệ này chính là mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi. Cho nên chúng ta sẽ xem mối quan hệ này là mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B ha. Câu 17, bảng dưới đây biểu hiện các mối quan hệ sinh thái giữa hai loài sinh vật A và B khi được sống chung và khi không được sống chung.
Chúng ta thấy là ở cái trường hợp số 1, khi sống chung thì cả hai loài đều bị hại, đây chính là mối quan hệ cạnh tranh. Trường hợp số 2, khi sống chung cả hai loài đều được lợi, nhưng khi sống riêng thì cả hai loài đều bị hại, thì đây là mối quan hệ cộng sinh, nhất thiết cần phải có. Mối quan hệ số 3 thì loài A khi sống chung được lợi, loài B không có lợi cũng không bị hại, chính là mối quan hệ hội sinh. Mối quan hệ thứ 4, trường hợp thứ 4 thì khi sống chung loài A thì bị hại, loài B được lợi. Còn khi sống riêng thì loài A không được lợi, không bị hại và loài B thì bị hại. Đây có thể là mối quan hệ ký sinh vật chủ hoặc là sinh vật này ăn sinh vật khác. Ý 1, trường hợp 1 chính là mối quan hệ cạnh tranh chứ không phải là động vật ăn thịt con mồi. Ý 2, ở trường hợp 2 nếu A là loài mối thì B có thể là trùng roi sống trong ruột mối, tức là thể hiện mối quan hệ cộng sinh là đúng ha các bạn. Trùng roi cộng sinh trong ruột mối giống như là các vi sinh vật cộng sinh trong giả cỏ của động vật nhai lại vậy đó. Con mối thì nó ăn gỗ, tức là cellulose, nhưng hoàn toàn không có enzyme cellulase để tiêu hóa cellulose mà phải nhờ enzyme từ trùng roi. Trùng roi sống trong ruột mối thì sẽ có nguồn thức ăn dồi dào cũng như là pH thích hợp cho sự sinh trưởng của nó ở trong ruột mối. Trùng roi sống trong ruột mối là một mối quan hệ cộng sinh. Ở trường hợp 3, nếu A là một loài cá lớn thì B có thể là một loài cá ép. Ồ, chúng ta thấy là A trong mối quan hệ số 3 đó các bạn, A là loài được lợi thì nó phải là cá ép. A phải là cá ép mới đúng. Còn B thì phải là cá lớn. Trong mối quan hệ cá ép với cá lớn thì là cá ép được lợi, ăn thức ăn vụn từ cá lớn, còn cá lớn thì sẽ không được lợi, không bị hại. Tức là cá ép thì sẽ là dấu cộng, còn cá lớn là không đó các bạn. Cho nên ý này sai ha. Ở trường hợp 4, nếu A là loài trâu thì B có thể là loài giun ký sinh. A là bị hại, còn B thì là được lợi. Đúng ha các bạn. Trên cái bảng này thì A là loài bị hại, A là trâu thì B có thể là giun ký sinh thì hợp lý. Như vậy, câu số 17 chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B ha. Ý 2 và ý 4. Câu 18. Trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ có ít nhất một loài có hại? Hay nói cách khác là câu này là hỏi là có bao nhiêu mối quan hệ thuộc là mối quan hệ đối kháng ha các bạn. Có ít nhất một loài bị hại chính là mối quan hệ đối kháng. Câu 1 thì là cây tầm gửi sống bám trên thân cây gỗ, đây là mối quan hệ ký sinh. Tầm gửi thì dấu cộng được lợi, cây gỗ thì bị hại. Ý 2, một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm thì loài tảo thì vô tình gây hại cho loài khác, cho nên nó không có lợi không bị hại, còn những loài khác thì bị hại không trừ ha. Giun sáng sống trong ruột lợn, đây là mối quan hệ ký sinh, tức là giun sáng thì được lợi, lợn thì bị hại. Ý 4, cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ thì đây chính là mối quan hệ hội sinh. Cây phong lan thì được lợi là có chỗ bám, còn cây gỗ thì không có được lợi cũng không bị hại gì. Như vậy, mối quan hệ có ít nhất một loài bị hại. Đáp án câu C ha. Ý 4 thì là hội sinh là thuộc mối quan hệ hỗ trợ ha các bạn. Câu 19. Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có một loài có lợi? Chỉ có một loài có lợi thôi. Số 2, số 3, số 4 và số 5. Đáp án là câu C ha các bạn. Câu 20. Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? Ý 1, mối quan hệ giữa vật ăn thịt con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt. Câu này không đúng ha các bạn. Động lực để thúc đẩy cả quần thể con mồi và cả động vật ăn thịt tiến hóa ha. Trong cái quá trình này thì chúng ta thấy là con mồi thì nó sẽ tiến hóa, có những cái đặc điểm giúp cho nó tự vệ tốt hơn, lẩn trốn tốt hơn. Ví dụ như là nó có thể xuất hiện những đặc điểm thích nghi như là có mùi hôi trên cơ thể, có gai nhọn trên cơ thể, có cái chất độc trên cơ thể, hoặc là nó có khả năng lẩn trốn tốt hơn để nó tránh được động vật ăn thịt nó. Trong khi động vật ăn thịt thì cũng càng ngày càng tiến hóa về cái hình thức săn mồi, móng vuốt sắc nhọn hơn, khả năng chạy nhanh hơn, hay là có những cái chất độc để mà có thể tấn công con mồi tốt hơn. Cho nên là mối quan hệ này là động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa lẫn nhau giữa chúng nha các bạn. Ý 2, những loài sử dụng nguồn thức ăn giống nhau và cùng chung sống trong một sinh cảnh sẽ xảy ra sự cạnh tranh khác loài. Đúng ha các bạn?
Và khi mà xảy ra cạnh tranh các loài, nếu như mà chúng có thể thu hẹp cái ổ sinh thái nó lại thì nó có thể sống hòa bình với nhau. Có hai loài chim cùng ăn hạt dẻ và cùng sống trên một cây dẻ, thì nếu chúng biết thu hẹp ổ sinh thái lại, một loài thì ăn hạt dẻ to, một loài thì ăn hạt dẻ nhỏ, thì chúng có thể chung sống hòa bình với nhau. Tức là khi có sự cạnh tranh xảy ra thì để chung sống được với nhau, chúng sẽ phải thu hẹp ổ sinh thái. Nếu không thì khi sự cạnh tranh xảy ra thì một trong hai loài sẽ bị tiêu diệt. Gọi là cạnh tranh loại trừ, một trong hai loài sẽ bị tiêu diệt hoặc là phải bỏ đi sang nơi khác. Ý 3. Ở mối quan hệ ký sinh vật chủ, vật ký sinh thường chỉ làm suy yếu vật chủ, chứ không tiêu diệt vật chủ. Đúng hả các bạn? Vật ký sinh thì thường chỉ làm suy yếu vật chủ thôi, chứ thường là không tiêu diệt vật chủ. Khác với lại mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi, thì động vật ăn thịt nó sẽ thường là giết chết ngay con mồi của nó. Ý 4. Quan hệ cạnh tranh các loài là một trong những động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa. À, ý đúng hả các bạn? Trong quá trình cạnh tranh các loài thì cái loài nào mà có được những cái đặc điểm giúp cho nó có ưu thế tốt trong quá trình cạnh tranh thì nó sẽ tồn tại và phát triển, còn loài kia thì sẽ bị tiêu diệt hoặc phải phát tán sang những nơi khác. Và trong quá trình mà một cái loài nếu như nó có cơ hội mà phát tán sang những nơi khác thì nó lại tạo điều kiện cho quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly sinh thái hoặc thậm chí là cách ly địa lý đó các bạn. Tức là nó liên quan đến cái quá trình hình thành loài mới ha. Như vậy trong câu 20 này chúng ta sẽ chọn đáp án là câu C ha. Chúc các em thành công.